quy định mới về diện tích tách thửa tại Đồng Nai. Từ ngày 5 tháng 11, các thửa đất tại Đồng Nai sau khi tách phải đảm bảo đồng thời cả điều kiện về diện tích và chiều dài cạnh thửa. Đầu tiên là với đất ở. Diện tích tối thiểu sau khi tách, phụ thuộc đất ở tại đô thị hay tại nông thôn, theo thứ tự lần lượt là 60m² và 80m². Chiều dài cạnh thửa sau khi tách sẽ phụ thuộc vào lộ giới của con đường mà thửa đất tiếp giáp. Nếu đường có lộ giới từ 19m trở lên, chiều rộng và chiều dài thửa đất phải đạt tối thiểu 5m. Với đường có lộ giới nhỏ hơn 19m, chiều rộng và chiều dài thửa đất phải từ 4m trở lên. Tiếp theo, đối với đất phi nông nghiệp, các quy định áp dụng tương tự như đối với đất ở và phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Cuối cùng là đất nông nghiệp, được chia làm hai trường hợp. Với đất nông nghiệp tại đô thị, diện tích tối thiểu sau khi tách là 500m². Với đất nông nghiệp tại nông thôn, con số này sẽ là 1000m². Trường hợp thửa đất sau khi tách tiếp giáp đường giao thông công cộng hiện có, thì phải đảm bảo có cạnh thửa lớn hơn hoặc bằng 4m.